Right? Today, it's the beginning of the week. So are you happy today? I have a wonderful day. Yes, I will check it later. I don't know the reason why. Good evening, good evening, teacher. Có rất nhiều bạn thắc mắc rằng là tại sao hôm trước chúng mình làm PowerPoint nhưng mà cô lại chưa gửi, tại vì là bài mình chúng mình vẫn chưa làm được đâu, đúng không nhỉ? Đã có bạn nào viết bài về gia đình viết bài về con thú chưa, giới thiệu chưa? Nobody, yes, I know that nobody. Bởi vì chúng mình vẫn chưa biết viết. Chỉ hướng chi cô lại gửi PowerPoint thì các bạn lại càng khó làm, đúng không nhỉ? Right, it's so hard for you to have done with this. Và cô nghĩ rằng là chỉ có một số bạn ở trong lớp mình có thể làm được PowerPoint thôi, tại vì các bạn khá là dành về máy tính. Còn những bạn còn lại thì chắc là chưa xong. Có xong rồi Tú Phương á? Thế sao xong rồi không đăng lên trên? Đúng không? PowerPoint phải như các bạn nào mà dành nhá. Ok. Nào, bởi vì là có nhiều bạn phản hồi rằng là mình chưa có thể làm được. Vì vậy là cô đã quyết định là mình không thể làm được bài tập này. Right? Và cô đã không gửi bài tập đó. Được chưa nhỉ? Ok. So now. Yes. These are wild animals and we finish this with. Ok. With the day of many exercise, right? So today we will move on to the next level, to the next day and to the next lesson today, right? Today we will study about the new thing. Hôm nay chúng mình sẽ học về bài mới nha. Nào các bạn có đoán được hôm nay chúng mình học về bài gì không nhỉ? Who can? Now, well, I will open the microphone for everybody here. So, teacher. Who can guess? Yes, who can guess the topic today we will study about? Hôm nay có bạn nào đoán được là mình sẽ học về cái gì không? Who can? Con đoán được. Con đoán được. Thế con nói thế nào? Which animal? Animals. Animals? No, it's not about animals, you know. Hold the class, can you guess? Các bạn trong cả lớp là cô có thể mở mic cho các bạn. I don't know. Yeah, you don't know. Cô có biết cái bạn chấm là gì không? I don't know. Right. So now to let you know, all of you know about the topic today, I will share the screen now. Can you see me? Yes. Today we will study about a lesson related to school. School, right? School. Okay. So let me share you. From now, just me. Từ bây giờ chỉ có cô ở trong lớp và chỉ có cô và các trò thôi. Được chưa nhỉ? Thầy Vương thì đang rất là bận rồi, thầy Quân cũng thế nha. Cho nên là lớp mình phải thật ngoan nha. Right? Okay, so now today we will study about playground fun. Who is drawing on the board? Các bạn ơi xem nào, bạn nào đang vẽ trên bảng kia, bạn nào nhỉ? Cả lớp Michael xem nào, bạn nào đang vẽ trên bảng nào. Ôi trời, nào bạn nào vẽ trên bảng thế? Cả lớp Michael xem nào. Ai chả đâu các bạn, mách cô xem bạn nào đấy, bạn Phong à, bạn Hoài à? Đấy, đấy chưa đâu phải cô không cần nhìn thì các bạn nhìn cho cô rồi. Bạn Hoài An à? Bạn Hoài, cả lớp nhìn thấy bạn Hoài rồi nhá. Đấy, thấy chưa?
Rồi, ok. Now today we will study about playground fun. Playground fun. Okay, all the class, repeat to me. Playground fun. Can you? Can you? Who can speak out loud this word? Bạn nào có thể đọc to câu từ này nhỉ? Okay, I will random. Trần Duy Phong nào. Hello, teacher. So, hello, Trần Duy Phong. Can you read out loud the topic today for everyone here? Yes. What is this? Playground fun. Okay, can you translate it into Vietnamese for all the people here? P. Yeah. Translate. What do you understand about the topic? What does it mean? Playground. Ground. Thế đây nghĩa gì nhỉ? Con hiểu nghĩa gì? Cả lớp là con hiểu không? Chắc các bạn nào? Playground. Yeah, who can? Yeah, we know that is playground. But now, who can the translate? Phí Kim Ngân, do you know? Yes. Yes? What does it mean? Playground có nghĩa là sân chơi ạ. Sân chơi như nào nhỉ? Fun là sân chơi như nào cũng được. Fun là vui vẻ, thú vị đúng không? Ok, đây là một cái sân chơi rất là thú vị được chưa nhỉ? Okay, so thank you to my student now. Today we will study about playground fun. And before we go on with the lesson today, I will let you listen to a song now. Are you ready for the song now? Are you ready for the song now? Các bạn đã sẵn sàng để nghe chưa? Yes, okay nha. Vẫn là luật ở cô Ngọc thôi, tức là luôn luôn là phải nghe trước khi học bài. Ok, always listen. Cô khuyến khích các bạn nha, xem càng nhiều càng tốt, nghe càng nhiều càng tốt. Có thể là nó sẽ hơi cận một chút đấy, theo như là lý thuyết của bố mẹ là sẽ hơi cận mắt một chút khi các bạn xem quá nhiều hay nghe quá nhiều. Tuy nhiên là các bạn nên nghe nhiều thứ được chưa nhỉ? Các bạn có thể xem màn hình các thứ này cũng được đúng không? Right, so listen. Hey. Let me. Oh, something was wrong with the slide here. So I will have you to listen to the song by another way. I will have you. Wait me a little bit. Cái slide. Cái slide bị chèn lên mất cái âm thanh của cô mất rồi. Cho nên là cô sẽ cho các bạn xem bằng hình thức khác nha. Playground fun. Nào các bạn, là trước khi nghe bài chúng mình cần gì nhỉ? I need a pen here. So can you show me the pen please? Can you show me the pen? And yeah, we need a pen. Yes, I have one here. So where's your pen? Where's your pen? I couldn't see anything. Page 14, activity 1. Yes. Where? Okay, are you ready? Yes. Yes, okay, great. So now we move to the YouTube, right? Okay, now. Listen. Listen and read. Then sing. Come on and play. Today, Paul likes to play on the swings.
boy is the end of the song. It's the song now, right? So I will share the screen again and we will go on with the lesson today. Okay. Who can turn off the microphone, please? Cô đang lỡ mở mic cho bạn nào nhỉ? Okay, yeah. So we have a song, right? So come on and play. Hôm trước nha, đợt gần vừa rồi đây mình cũng đã học về một bài liên quan đến việc mình hoạt động gì ở trong lớp đúng không? Mình chơi gì trong giờ ra chơi đúng không nhỉ? Các bạn có nhớ không? Do you remember? Các bạn có nhớ là hôm trước, yes, đúng rồi, hôm trước là mình, đúng rồi, các bạn nhớ. Hôm trước nha, mình nhớ là mình còn cả quay video về để trả bài cho cô Ngọc các hành động, đúng rồi, chính xác như kiểu như Tiến Minh còn diễn tả skateboarding á, rồi là Hiệp thì là còn lấy ví dụ về running đấy, trộm chó đấy, các bạn nhớ không? Đó, rồi là các bạn khác nữa này, mình còn chia nhóm ra là không nhỉ? Thì hôm nay nhá, mình sẽ học nhiều hơn, đúng rồi, nhiều hơn các cái hành động khác nữa nha. Ok, let me, để cô cắm cái chuột này vào nha. Cô cắm cái mút vào nào, mút của cô đang tháo rồi. Okay, I have a pen here, right? Cũng có bút nhưng mà bút của cô là viết ở trên bảng này. Right, okay, so now come on and play. Đến đây và chơi nè. We are playing on the playground. So who can? We are playing on the playground. Who can? Oh my God, something was wrong with my throat. Now, Nguyễn Ngọc Bảo An. We are playing on the playground. Okay, one more time. We are playing on the playground. Chúng mình thì đang chơi ở trên sân chơi đúng không nhỉ? Okay, one more time. We are playing on the playground. Okay, Phú nào. One more time. On the playground. Yeah, on the playground. Good. So the next sentence, can you sing four sentences here? One, two, three, four. We playing on the playground. Mm-hmm. We there are playing on the playground. Yes, there are lot of games to play. Mm-hmm. Soccer, baseball, and basketball. Mm-hmm. What do you want to play today? Yes, okay. We are playing on the playground. There are lots of games to play. Soccer, baseball, basketball. What do you want to play today? Right? Chúng mình đang chơi ở trên sân đúng không? Có rất nhiều trò để chơi, nào là bóng đá rồi này. Baseball là bóng gì nhỉ? Bóng gì Phú? Baseball, bạn đã biết baseball là bóng gì không? Baseball, basketball. Có bạn nói rồi, basketball bóng rổ. Thế baseball là gì nhỉ? Baseball, who knows? Bóng chày. Yes, good job. Bóng chày, chắc nhỉ? Ở Việt Nam mình có hay chơi bóng chày không? No, it's not, đúng không? Thường thường ở trường mình thì chỉ chơi trốn tìm này, chơi bậc nhảy bậc thang này, chơi đánh nhau. Nhưng lại chơi cá sấu lên bờ. Đúng rồi, chơi cá sấu lên bờ, đúng không? Chơi đuổi bắt rượt nhau đúng không? Thì cô chỉ nhớ mỗi là ở lớp là cứ đến giờ ra chơi là bắt đầu không hiểu bằng cách nào thì trong lớp đang học đúng không? Ừ, rõ ràng trong lớp đang học tự nhiên đi ra chơi cái là thành kẻ thù của nhau luôn, là người này là rồng rắn đuổi người kia. Đấy là ngày xưa cô học như thế. Ok, thank you An Phú, thank you Nguyễn Ngọc Bảo An nha. Rồi, bây giờ là cái đoạn này đang hỏi là các con muốn chơi gì? Nào, các bạn muốn chơi gì các bạn comment cho cô nào. What do you want to play today? What do you want to play today? What do you want to play today? Chơi đánh nhau.
cái hide and seek. À đúng rồi, hide and seek. Bạn Thùy Dương comment cái trò chơi hide and seek cũng là một trò chơi rất là thú vị, đó là cái trò trốn tìm. Nhưng mà rất là tiếc cho các bạn là phải đến hơn một nửa năm nay, đến nửa năm cho các con, chứ mình chưa có được đến trường đúng không nhỉ? Cho nên là cái trò chơi trốn tìm ở trường thì thực sự là rất là nhớ đúng không? Ok, now so next. Paul, now who can read four sentence more? Who can? Ok, đây cô nhìn thấy đâu rồi nhỉ? Who can? Đây cô xem một lượt xem nào. Trần Duy Phong luôn, Phong lần này rất là phong độ nha. Đức Minh này, Minh Đức này. À cô rất hay nhầm là Minh Đức với Đức Minh. Đâu rồi nhưng mà. Ok, Hiệp nào, lâu lắm rồi không gọi Hiệp nào. Hiệp đâu rồi? Press Hiệp nào. Ok. Something was wrong with him. I cannot see him. Right? Ok, who can? Võ Minh Khang đâu rồi nhỉ? Ở đâu? Hiệp đâu? Hiệp mạng lát. Mất rồi, đây cô pin con lên cả rồi. Trời ạ, đâu rồi anh chàng nhà tôi đâu rồi? Hello. Hello. À, hóa ra mạng yếu. Trời, mạng yếu đâu rồi? Thích đâu cô xem nào. Các con nhìn thấy Hiệp không? Hiệp đang đơ này này. Hiệp đang đơ. Hello, đi Hiệp ơi. Ok rồi, đỡ lắm rồi. Sau Hiệp là can you read four sentences more here for me and all the class here? Yes, okay. Paul likes to play on the swings. Vera likes to play on the slide. We all like to play hide and seek. Are you ready to run and hide? Oh my god, long time no see, long time no call you. Rất là lâu rồi cô không gọi Hiệp, nhưng mà càng ngày trình độ của Hiệp hình như càng lên hay sao các bạn ạ? Okay, are you ready to run and hide? Oh my god, look at you now. Ôi, ai dạy đọc hay thế? Who? Ok rồi, nào bây giờ Hiệp sẽ hướng dẫn các bạn nha. Hiệp sẽ hướng dẫn các bạn là trong cái đoạn này nói về gì nhá, nói như có nghĩa là gì nhá. Đầu tiên là Paul nè. What does Paul like to play, Hiệp? Paul thích chơi swings. Chơi đánh đu ấy, swings. Đu. Rồi, chơi đu. Okay, and how about everyone here? What do people want to play? Everyone wants to play hide and seek. Là chơi trốn tìm. Yes, đúng rồi, chơi trốn tìm, hide and seek. Nào, hôm nay nha, Hiệp với cả cô đang gạch cho các bạn nha. Đầu tiên là mình sẽ có là play on the swings. Okay, play on the slide, right? Play hide and seek. Okay, so are you ready to run and hide? Right? Đây là một cái trò mà yêu cầu vận động rất là nhiều, được chưa nhỉ? Rồi bây giờ nha, về mặt nghe bài thì đã như thế. Thank you Hiệp nha. Đó, có mấy bạn giải thích cho là cả lớp cũng đỡ mệt hơn một chút rồi. Ok nhỉ? Rồi, thank you Hiệp nha. Hiệp có thể tắt mic cho cô để cô không tiện tắt mic nào. Ok, nào bây giờ thì dựa vào bài các bạn thì mình sẽ đi đến những cái từ vựng ngày hôm nay của chúng mình nhá, được không? Oh, wait me. So the first we need to, we have a boy and girls here. Listen and read for and say, right? We have, bây giờ sau đây là chúng mình sẽ nhìn là anh ấy và cô ấy thích chơi những gì, được chưa? Right. What do you like to play? What does he like to play? And what does she like to play? Wait me a little bit.
Page 15. Activity 2. Listen and read. Point and say. 1. He likes to play basketball. Okay, the first one. He likes to play basketball. Yeah, one more time. He likes to play basketball. Okay, đây là một cái môn thể thao mà hầu như các bạn nào chơi thì cũng đều cao lên rất là trông thấy luôn. Cả ở trong lớp mình thì có bạn nam bạn nữ nào chơi bóng rổ không? Basketball. Hu, ai chơi nào? Cô xem nào, giơ tay nào, nếu bạn nào chơi bạn nào giơ tay nào. Minh Đức chơi không? Okay, ask Minh Đức nào. Okay, Minh Đức. Can you? Hello teacher. Yes. Hi Minh Đức. So, con vừa giơ tay con bảo trên lớp chơi basketball đúng không? Yes. Okay. How to play basketball? Chơi basketball như nào nhỉ? Con thể diễn tả cho mọi người là chơi basketball nào, con tả nào. Con nói nào. Cầm ném xuống rồi phải cho nó vào rổ. Okay, we hold ball, right? We hold ball. Right? Đúng không nhỉ? Ném ném nào, ném là bởi vì là đúng là chơi chơi bóng thì mình phải có kỹ năng đúng không? Nhưng mà bây giờ với cả các bạn thì đều không biết bây giờ. Còn nếu mà bạn nào xem lại video thì sẽ đang thấy cô đang pin con lên được chưa nhỉ? Pin cô và con lên là bây giờ nhá. Hay chơi basketball, con bảo là hold the ball and how to put the ball into the basket. Làm nào để cho nó bay vào cái basket nhỉ? How to hold the ball? Phải cầm bóng như nào? Các bạn. How? Minh Đức từng từng cầm bóng như nào nhỉ? Đây Minh Đức có thể diễn tả bằng hành động mà. Minh Đức có thể diễn tả bằng hành động mà. Aha, oh my god. À như này chứ không phải như này đúng không? No, it's not like that, right? Phải như này hả? Oh my god, đây các bạn đây, có bạn Minh Đức chơi bóng rổ nha. Anh hướng dẫn là phải để như này nhé. Chứ như cô thường thường như này này, bảo sao cô chả bao giờ cô quăng được vào đâu hết. Ok, thank you Minh Đức nha. Nhưng mà cô nghĩ là cái này các bạn biết rồi hết đúng không? Ok, next to mà mình nghe xem một loạt nhé. 2. She likes to kick a soccer ball. She likes to kick a soccer ball. Kick, đá, okay. She likes to kick a soccer ball. One more time, cả lớp đọc theo nào. She likes to kick a soccer ball. Okay, one more time. She likes to kick a soccer ball. Và các bạn để ý nha, là cái từ like này này, khi mà đi với he và she, thì nó đều thêm chữ S ở đây. Okay. He likes to play basketball. She likes to kick a soccer ball. Remember? She likes. Okay. Next. 3. He likes to hit a baseball. 4. He likes to play on the slide. 5. She likes to jump rope. 6. They like to skate. 7. She likes to skateboard. 8. He likes to ride his bike. Okay, we have how many activities here? Cả lớp nào, lớp mình đã có bao nhiêu hành động hôm nay nhỉ? How many? Hà Bình An, I like to kick a soccer ball. Các bạn hầu như các bạn đều thích chơi bóng đá đúng không? Which one do you want to play? Nào các con nào comment cho cô biết nào. Which one do you want to play? Which one do you want to play? 8. Ride a bike. Các bạn đều thích đi xe đạp ư? Các bạn đều thích đi xe đạp ấy hả? 6. To skate. Oh my god. No, when we về skate đúng không? Cô rất sợ skate luôn tại vì cô không biết skate. 2. Hầu như các bạn thích soccer ball. So now today we will play a game, right? Now, sau khi mà mình xong xuôi các thứ bởi vì cái này là đợt trước hôm trước mình đã học rồi. Hầu như các từ này mình đã học rồi đúng không nhỉ? Bây giờ để có thể là mình ôn lại các cái câu đó thì mình sẽ bắt đầu
Làm bài nha. Okay, are you ready for this? Page 15. Okay, are you ready for the exercise now? Yes or no? Are you ready for the exercise now? I want to play. Yes, okay. Lớp mình thì thường thường thích làm bài tập hơn, đúng không? Hay là lớp mình chuyển sang kiểu lớp là chuyên ôn bài tập ấy. Lớp gì đâu. Ok nào, lại chúng mình lại vào về đến cái nơi trốn quen thuộc của chúng mình đúng không? Các bạn chuẩn bị một đường truyền mạng ổn định nhá. Nào bạn nào mà đang ở một đường truyền mạng ổn định thì các bạn phải ngồi im một chỗ, mà bạn nào mà chưa ổn định thì phải kéo cái máy ra cái chỗ nào ổn định nghe chưa? Bởi vì bây giờ sắp tới là mình sẽ chuẩn bị xem một video và mình trả lời câu hỏi nha. Okay, which one do you want to watch? Which one? Mr. Gru? Ai cũng nhớ bạn Thỏ nhờ? Ai cũng nhớ bạn Thỏ nhờ? Gru lớp mình làm rồi. Gru lớp mình làm rồi, các bạn nhớ không? Okay, now so classroom rules with minions. Nào, bây giờ xem là ở trong lớp học của các bạn minions có những luật gì nhá. Bài này có khó với các bạn quá không nhỉ? Ok, hình như là không có lắm đâu. Ok, wait for it a little bit. 7. Class rules. No gum. So, what is the problem with the gum? Oh, bài này thì lại khó với các bạn rồi. Bài này lại khó với các con yêu của tớ rồi. Khó quá các bạn ạ. Nhầm. Okay. Nhầm bài khó con ạ. Bài đấy vào cái là khóc luôn. Nào bài quen thuộc cái sao? Sports. So here, today we have a 10 new words about sport, right? Ngoài baseball, basketball, soccer, skipping rope hay là ride a bike, đạp xe, trốn tìm các thứ. Thì chúng mình hôm nay sẽ xem là về các môn thể thao nặng đô hơn nhá. Và đặc biệt là mình sẽ hướng đến các môn thể thao mà thường thường là nó có thi đấu, đúng không nhỉ? Right. The first one. Weightlifting. Is weightlifting. Nào các bạn sẽ phải xem một lượt trước. Tại vì có những bạn chưa biết mà, đúng không? Okay, the first one. Weightlifting. Weightlifting. Lifting, right. Đây là gì nhỉ? Cử tạ đúng không? Cử tạ nào? Weightlifting. Lifting có nghĩa là nâng lên đúng không? Nâng lên. Còn weight là weight nặng. Nâng cái gì nó nặng lên nào? Weightlifting. Okay, the second. Rugby. Okay, rugby. 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 The third one is? Badminton. Badminton.
Badminton. Badminton. Badminton. Badminton. Skateboarding. 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 Oh. Baseball. 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 Baseball, bóng chày như vừa nãy Phú có nhắc các bạn ấy, chơi bóng chày đúng không? Nhưng môn này không không khá không phổ biến lắm ở Việt Nam cho nên các bạn thì cũng hơi lạ với từ này đúng không nhỉ? Pool. 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 Chơi gì đây? Pool. Pool. Đúng rồi, chơi bia đó. Pool. Pool. Bowling. 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 Nào, cái trò mà gần như là ở lớp nào cũng có đây. Boxing. 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 Không khuyến khích nha. Ok. Surfing. 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 Yes, đúng rồi, lướt sóng. Và soccer. 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 One more time. Baseball. Where's baseball? Where's baseball? One, two, three. One, two, three. Yes, đúng rồi, như Phú vừa nói, baseball. Weightlifting. And where's weightlifting? Where's weightlifting? Yes, easy. Answer one. Các bạn comment nhanh quá. Trời. Skateboarding. Where's skateboarding? Only one? Yes. Boxing. Where's boxing? One, two, three, four, five. Yes. Oh my God. Look at my class badminton. Now. Where is badminton? Where is badminton? Here? Yes. Soccer. Soccer. Where is soccer? Which picture is soccer now? Wow. Okay, everyone say to me that is four. Pool. Pool, pool. Where's pool? Maybe the man like pool, right? One, two, three, four, five, six, seven. Someone say to me it's six. Someone say to me it's four. Which one is the correct answer now? Yes. Yes, I will choose four. It's pool. And bowling. Where's bowling? Yes, I know that everybody let know this. One, two, three, four, five, six, seven. Some say to me it's six. Six? Ah, các bạn nói là seven cơ. Okay, trời ơi, comment nhiều quá. Yes, surfing. And surfing. Surfing. Where is surfing? Seven. Rugby. And rugby. Rugby? Where's rugby? Rugby is where? Yes, now next we have surfing here. Surfing. And we have pool here. Pool. Right, so bowling. Where's the bowling now? Two. Oh my God. Bowling. And weightlifting. Weightlifting. Oh, các bạn nhớ nhớ giỏi nhờ, mới xem một lần đấy. Weightlifting. And where's baseball? Where is baseball? Yes, đúng rồi, các bạn nhớ bạn Phú ngay từ buổi các bạn hướng dẫn rồi, đó là baseball, chơi bóng chày đúng không nhỉ? And how about boxing? Boxing? Oh, các bạn comment nhanh quá. Three. Boxing.
Robbie. Robbie. Where is Robbie here? Which picture? Some, bây giờ mình đang có thấy hai luồng đáp án, đó là các bạn thì bảo picture 2, các bạn thì bảo picture 3. Okay, which picture is correct of the class, Robbie? Okay. Yes, các bạn đều rất comment nhiều, đó là picture 2, Robbie. Rugby. Chơi vật lộn nha, chơi vật nhau đó. Okay, how about soccer? Of course, it's a picture 3. Soccer. And where's badminton? Badminton. Picture 2, and the last one is skateboarding. Skateboarding. So, now, so, which is the correct word to the picture now? 2. Rugby. Rugby. And how about this one? It's pool. Oh my God, look at you now. Các bạn làm, các bạn comment nhiều nhiều. Ôi trời ơi, cô cũng không đọc kịp tên luôn. Nên bây giờ cô nói thật là cô không đọc kịp tên luôn. Nhưng mà cái tên cô thấy nhiều là Thùy Dương này, Ngọc Bảo An và Hà Bình An, Võ Minh Khang. Đây là những cái tên anh Khoa này, Minh Đức Ùn nói chung nhiều quá. Hiệp này, Lương Hà An này, cô thấy như Trần Duy Phong các thứ này. Nhiều lắm, trời ơi. Nào, pool. Ngọc Quê, đúng rồi. Nào, okay. So, what is this? 1, 2, 3, 4. Look at the picture and remember about the word now. Remember about the word. 1, exactly. Weightlifting. And this picture, we have 4 answers here. So, which one is the correct answer now? Baseball. Good baseball. Job. More difficult here. What is this? Surfing? Oh my God, các bạn không thấy khó à? Surfing. Okay, how about this one? How about this one? 4, oh my God. Look boxing. Now, so what this? Các đáp án vẫn nhảy liên tục và các bạn thì không sai câu nào cả. Yes, badminton. Badminton. Right. And what's that? Soccer. Soccer. This one is bowling or skateboarding. Yeah, skate nha, cô hướng dẫn nha, skate là cái ván này, à cái skate là trượt này, còn cái này là cái board này, cái ván đúng không, cái ván, cái bảng người ta gọi là cái board, ok, cái board, và có cái bảng mà có cô ở trên lớp viết bài cũng gọi là cái board, ok, skateboard, trượt bằng cái ván, skateboarding, gọi là trượt ván, skateboarding, ok, bowling, here, bowling thì các bạn chắc là biết hết rồi, bowling. Well done. Yes, bây giờ let's check the score now. Here is the pentadol, right? Vietnam. We are in 16, cả lớp mình nha, cả lớp mình đang đứng ở vị trí số 16 nha. Ok, và liên tục các bạn khác sẽ thi xong rồi, được chưa nhỉ? We have one more. One more exercise now. One more. Dễ quá. Okay, next one. Easy, dễ quá cô ơi. Nào, thì tiếp tục về phần vocab nha. Vocab. Bấm mỏi tay luôn. Chút nữa con sẽ hướng dẫn các con vào buổi sau nào. Bây giờ thêm một chủ đề nữa nha. One more topic. Không mỏi à? Không mỏi nào. One more topic here. Một chủ đề nữa nào. Chủ đề... Which one do you want to choose now?
dù con học máy tính, Hà với Nga nói là dù con học máy tính nhưng con cũng không mỏi. Ok, nào, một chủ đề nữa nào. Ồ, Ngọc Nhi tiếc nhỉ, màu đi cô á. Không, nếu mà cái này thì dễ quá đúng không? Cái này dễ quá đúng không? Hay là mình vào ESE, mình vào xem video đi. Lớp mình dạo này càng ngày càng học giỏi lên, cô đang không biết là mặt bằng chung lớp mình như nào, nhưng cô thấy là chắc là cô phải tăng độ khó của cái lớp mình lên rồi. Đúng không? Lớp mình đã bắt đầu phải tăng độ khó lên rồi. Ừ. Tăng độ khó lên được không các con? Từ buổi sau tăng độ khó lên nhá. Được không nhỉ? Được không nào? Ôi dồi ôi, được không nào? No, tức là vâng, một chút thôi. Một chút thôi, tăng độ khó lên. Ví dụ như là mình sẽ học kể chuyện, học tương tác nhiều hơn chứ không học lý thuyết nhiều nữa đúng không? Ví dụ như là mình sẽ học về kiểu tương tác và làm bài tập nhóm chẳng hạn. Các bạn có đồng ý không? Và mình sẽ bắt đầu quay trở lại với cái class dojo, tại vì lớp mình bây giờ cũng đang rất là vừa, không quá đông đúng không nhỉ? Lớp mình có muốn là quay lại với class dojo không? Do you remember about class dojo? Nếu mà một bạn nào, một số bạn mà các bạn không nhớ thì cô sẽ có thể là cho các bạn xem lại nha. Class dojo của lớp mình thì có thể là rất nhiều bạn đã bị mất cái ID của lớp mình rồi đúng không nhỉ? Đó, yes rồi, các bạn nhớ class dojo đúng không? Và đúng rồi đó, hồi trước là lớp mình có tải về rồi, tuy nhiên là một số bạn không thể được và nó gián đoạn lớp mình rất là nhiều. Tuy nhiên là bây giờ là lớp mình nó cũng ổn định sĩ số rồi, thì mình cũng sẽ chuẩn bị là cô sẽ từ ngày thứ 6 nhá, từ buổi thứ 6 được chưa nhỉ? Từ buổi thứ 6 thì chúng mình sẽ điểm danh như ngày xưa và mình sẽ có chứng riêng của mình. Cô sẽ gửi chứng về để cho các bạn đăng nhập và lớp mình sẽ có các bài tập nhóm ở trên đó, được không? Ok. Ok nào, no. Tiến Hùng, yes rồi. Nào, dễ mà đúng không? Nếu mà cho các bạn nhớ lại nha, thì lớp mình ngày xưa là gần 100 bạn đó. Nhưng mà có, bởi vì là lớp mình thay ID cho nên có rất nhiều bạn là không nhớ được mã lớp rồi. No. Đó, class dojo này. Hồi trước là lớp mình có 92 học sinh đó. Nhưng các bạn cũng rất nhiều bạn là bị lỡ mất rồi đúng không? Chứng của ai thì người đấy mở. Đây, nhớ chưa? Nào, remember. Không, cô không bị COVID. Nào, B đúng không nhỉ? Chúng mình đây. Lớp chúng mình rất rất vui. Nhưng mà đợt trước là lớp mình đã bị gián đoạn một đợt đúng không? Và mình đã bị mất rất nhiều các monster ở đây. Vì vậy là để khôi phục lại lớp thì có thể là từ thứ 6 tuần sau chúng mình sẽ quay trở lại với chiếc class dojo và mình sẽ có một cái chương trình học mới, được không? Một chương trình học mà có lẽ là các bạn sẽ không chỉ có ngồi học ở trên lớp như này nữa. Đúng rồi, và lớp mình sẽ tăng cái hoạt động và cô sẽ hướng đến việc lớp mình hoạt động nhóm nhá. Và sẽ có rất nhiều bạn là quen biết nhau, được chưa nhỉ? Mình sẽ chia nhóm, mình sẽ liên lạc ở trên các cái app Class Dojo để mình có thể hoàn thành bài tập nhóm, tự lập Zoom để thuyết trình với nhau, được chưa nhỉ? Và thế nào nữa? Và đương nhiên rồi, cái khả năng học tập của các bạn, cái mức độ học của chúng mình sẽ tăng lên một chút. Vì vậy là cô nhắc cả lớp nhá, mình là một là mình sẽ tải Class Dojo như là trước tôi hướng dẫn về, là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là từ buổi thứ 6 trở đi, có nghĩa là buổi thứ 6 ấy, thứ 6 sắp tới ấy, các bạn sẽ học trên máy tính và đồng thời sẽ có một chiếc điện thoại có kết nối internet nữa. Có nghĩa là các bạn có hai thiết bị. Được chưa? Các bạn nhớ chưa nhỉ? Một là có máy tính, hai là có một chiếc điện thoại. Nếu bạn nào mà không có thì thôi, nhưng mà các bạn nếu mà bắt đầu nào mà có thì các bạn sẽ có điện thoại nhá. Để các bạn có thể làm bài tương tác trực tiếp ở trên máy. Các bạn biết Quizy đúng không? Rồi, đúng rồi. Thì nó có Quizy, các bạn sẽ làm bài tương tác trực tiếp trên máy và làm trực tiếp luôn chứ không cần phải comment ở trên comment nữa. Các bạn hiểu không nhỉ? Khi mà các bạn có máy điện thoại và các bạn quét Quizy như thế thì các bạn sẽ làm trực tiếp bài trên máy luôn. Và cô cũng sẽ chia lớp dễ hơn. Hiểu không? Ok, nào bây giờ cô sẽ mở mic cho các con nào.
chưa chưa về, nhưng mà nó có con hiểu chưa nào? Có con có muốn hỏi cô gì không nhỉ? Là bây giờ mình sẽ tăng một cái mức độ học tập khác, được chưa? Mình sẽ là học theo kiểu khác. Rồi sau đó thì bây giờ cô yêu cầu là một là có máy tính này, hai là một cái điện thoại để có thể mình làm bài trực tiếp trong khi cô dạy luôn. Hiểu không? Chứ mình không comment ở trên này nữa. Comment ở trên này nữa nó sẽ rất là chậm và cô sẽ không nhìn được. Ví dụ nhá, cô có điện thoại này. Cô quét mã, hôm đấy cô sẽ quét cái mã bài tập ở đây. Và trong lúc mà cô đang cho các bạn xem màn hình bài tập ở đây thì các bạn cũng có thể bấm đáp án trên điện thoại và nó sẽ hiện đáp án lên trên màn hình luôn. Thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nhá. Các bạn biết kiểu đấy không? Chưa. Thực ra là lớp của cô, thực ra là trước cô đang định áp dụng lớp mình rồi, tuy nhiên là lớp mình còn bé và thứ hai là các thiết bị còn hạn chế. Có nghĩa là các anh chị lớn thì có thể là có hai máy nhưng các em thì không, đúng không nhỉ? Rồi, quiz gì? Quiz gì? À thôi, cái này khó lắm, để hôm sau cô hướng dẫn nhá. Chỉ nôm na là các bạn hiểu là các bạn sẽ phải nhờ đến bố mẹ, được chưa? Các bạn sẽ phải nhờ đến bố mẹ là hôm đấy phải ngồi học với mình. Ok, hoặc bạn nào không có thì chắc chắn là hơi thiệt một chút, đúng không nhỉ? Các bạn sẽ có điện thoại chưa? Rồi các bạn, ngày hôm đấy cô sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể đăng nhập được vào Quizzy và mình làm bài tập nhá, làm bài tập trực tiếp luôn. Các bạn có thấy là khi mà các bạn comment ở trên máy thì cô sẽ không đọc được hết tất cả các bạn không? Đúng chứ? Đúng, cô sẽ không thể đọc được hết tên các bạn. Và cô cũng không thể nào mà nhìn được qua hết rằng là bạn nào là bạn có những cái đáp án mà đúng nhiều nhất. Đúng à? Đúng chứ? Bây giờ mình sẽ có một giải pháp là mình sẽ tải về và mình quét và mình làm trực tiếp, được chưa? Rồi cái đấy cô sẽ hướng dẫn sau vào trên Zalo nhá. Còn bây giờ thì cũng muộn rồi, thì cái lớp đến giờ như nào nhỉ? Lớp đến giờ như nào rồi? Yes, okay, you need to brush your teeth. Lớp nhớ bài thế, wash your face and you need to go to bed. Và đương nhiên rồi, lớp mình càng ngày học thì nó sẽ kể càng khó hơn, cái mức độ tương tác cao hơn. Tuy nhiên là cô sẽ tin là lớp mình sẽ có thể làm được hết các con nha, được không nhỉ? Bé nhưng mà giỏi. Ok, have a good night and see you on Friday. Goodbye, see you. Goodbye, One home is in the one people is has COVID-19 and then you got it. Oh my god, yes. You got COVID-19. Okay. How many days? I don't know. Yeah, you don't know? Oh, yes. When do you know that you got COVID-19, Minh Khang? I test. Go ơi. Yes. Go. When? Who's asking? Teacher. À, con test lúc nào nhỉ? Minh Khang, when you test? Mày đã có bữa con mở xong rồi con tự test. Ba con test cho con. Test đâu? Hôm nay bộ y tế đến nhà con test COVID quá. Oh my god, all the students now.
Các con phải cẩn thận nha. Dạ con phải... không có đâu ạ. Thúy Dương à? Thúy Dương à? Ô các bạn à. Trời ơi. Ở nhà không có đi lông sông đi đâu đâu nha. Con thì chỉ thi thoảng đi chơi. Oh my god. Cô ơi. Cô ơi con đang ngủ. Trời đất ơi.